Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội vừa thông báo tuyến Metro nhổn ga Hà Nội sẽ bắt đầu chạy thử từ ngày 5 tháng 12 trong môi trường hạn chế. Thời gian chạy thử có thể kéo dài 6 tuần. Nội dung vận hành thử gồm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 bao gồm vận hành hệ thống trong thời gian tối thiểu là 5 ngày. Giai đoạn 2 diễn ra ngay sau đó, với 5 kịch bản vận hành đoàn tàu hạn chế ở các chế độ mất điện kéo trên toàn tuyến, mất điện kéo ở một đoạn trên tuyến, mất nguồn cấp điện phụ trợ, Phát hiện cháy tại một ga và tàu cứu hộ trên tuyến chính, dự án tuyến đường sắt trên cao Nhổn Ga Hà Nội đang được xây dựng với chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn trên cao là 8,5 km từ Nhổn cầu giấy đang trong giai đoạn hoàn thiện, phấn đấu vận hành vào cuối năm 2022, 4 km đoạn ngầm còn lại dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Vụ kế hoạch và đầu tư Bộ Giao thông Vận tải dự kiến hết tháng 11 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được 34.900 tỷ đồng, đạt 63,4% so với kế hoạch được bổ sung, tương đương với 69,4% so với kế hoạch giao đầu năm. Kết quả này của Bộ Giao thông Vận tải duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước. Theo số liệu của Bộ Tài chính, dự kiến cả nước giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 11 là khoảng 57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Gia soát của vụ kế hoạch và đầu tư từ nay tới ngày 31 tháng 1 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục giải ngân khoảng 20.151 tỷ đồng. Số lượng vốn này tập trung tại các dự án giao thông thuộc Bộ khoảng 12.218 tỷ đồng, chiếm 60,6%, và dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng 4 4.723 tỷ đồng, chiếm 23,4%.